Thưa quý vị, người Việt Nam có câu chưa đánh được người thì mặt đỏ như vàng, đánh xong người thì mặt vàng như nghệ. Hay các cụ ta còn nói hòn bấc ném đi thì hòn chỉ quan lại. Hôm nay trong chương trình bình luận thời sự, thưa quý vị, người ta nói Nguyễn Hòa Bình không dễ chết đâu anh. Nguyễn Hòa Bình đã có người xuất hiện để giải cứu cho Nguyễn Hòa Bình. Và thưa quý vị, để cứu Nguyễn Hòa Bình thì người ta đã đẩy sao quà tạ sang cho ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Có các cái tài liệu cho thấy ông Nguyễn Xuân Phúc cần phải giải trình về cái số lượng tài sản được cho là gấp 5, gấp 10 của ông Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình. Mà điều này người ta đặt vấn đề ra cách đây rất lâu. Và thưa quý vị, trước cái kỳ đại hội của khóa 11, khóa 12 và khóa 13, liên tiếp có các cái đơn thư tố cáo ông Nguyễn Xuân Phúc có những cái biểu hiện giàu bất thường, xong không hiểu một cái lý do gì mà Nguyễn Xuân Phúc đều không phải giải trình và cuối cùng đã thoát tội và tiếp tục thăng tiến rất nhanh. Thưa quý vị, người ta để ý tới một cái mối quan hệ của Nguyễn Xuân Phúc với đại gia Đặng Văn Thành. Đó là một cái đại gia Hoa Kiều và người ta khẳng định đứng sau Đặng Văn Thành, đại gia Hoa Kiều đó là Trung Nam Hải. Và Nguyễn Xuân Phúc cũng được sự nâng đỡ của ban lãnh đạo Trung Nam Hải. Đó là lý do tại sao ông Nguyễn Xuân Phúc đã thoát tội. Thưa quý vị, kể từ khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nắm chức vụ đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ năm 2011 cho đến nay, thì việc các cái đối thủ tự chết, tự bị bệnh lạ hay các cái đối thủ tiềm năng sâu xé lẫn nhau, và đặc biệt chưa có một đời Tổng Bí thư nào lại diễn ra một cái cảnh cạnh tranh quyết liệt về với cái vấn đề quyền lực. Và những cái điều vừa kể nó là đặc trưng nhất diễn ra thời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Rồi kể cả những cái vấn đề các cái quan chức Việt Nam đã nhiễm những cái bệnh lạ mà không ai có thể giải thích người ta mắc bệnh gì và mắc ở đâu, do ai. Và tất cả đều là những cái sự đồn đoán nghi ngờ cho rằng có bàn tay của nhà cầm quyền phương Bắc. Thưa quý vị, theo giới phân tích, các cái quan chức Việt Nam với cái cuộc tranh giành quyền lực hiện nay, nếu người ta không tự chọn những cái phe cho người ta hoặc người ta chọn sai thì người ta không chết cũng thành tật, và dứt khoát họ phải tham gia cuộc chơi đó là cắn xé lẫn nhau để giành giật quyền lực ở trong đảng. Và những cái cá nhân như Vũ Đức Đam không bè phái, không phe cánh, không sử dụng tiền bạc thì như quý vị đã biết cũng chỉ mãi ở một cái chức vụ phó thủ tướng. Mà lẽ ra dư luận xã hội đánh giá những cái con người đức độ như Vũ Đức Đàm cần phải được giữ những trọng trách quan trọng ở trong đảng. Nhưng thưa quý vị, điều đó nó khác với cái chủ trương làm nhân sự của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thưa quý vị, có một cái điều xảy ra mới đây, đó là sau Đại hội 13 chưa tới nửa năm thì người ta thấy kịch bản của cái Đại hội 13 nó có vẻ lặp lại và nó còn xảy ra quyết liệt hơn của cái Đại hội 12 hay ở Đại hội 11 trước đây, khi mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phá lệ ở lại nhiệm kỳ thứ ba Tổng Bí thư, và ông Nguyễn Phú Trọng để được ngồi lại yên lành đã bố trí cho Nguyễn Xuân Phúc chiếc ghế Chủ tịch nước để cho ông Phạm Minh Chính, cựu trưởng ban tổ chức cán bộ, một người được cho là ông Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, rồi để cho Vương Đình Huệ, một cái nhân vật của phe Nghệ An, giữ chức Chủ tịch Quốc hội. Người ta nói với cái kiềng ba chân Chính, Huệ, Phúc là một cái bệ đỡ để cho Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngự trên đó để giật dây điều chỉnh cuộc chơi. Tuy nhiên thưa quý vị, người ta nói ông Phạm Minh Chính không phải một tay vừa. Phạm Minh Chính vốn là một trung tướng tình báo, vốn là một tay chân của ông Ba Dũng. Phạm Minh Chính là một nhân vật được cho là Ba Dũng cài lại trong kế hoạch hậu chiến để cho Nguyễn Tấn Dũng sẽ có cơ hội trở lại nắm quyền. Và thưa quý vị, ông Nguyễn Phú Trọng thì chủ quan, vì hoàn toàn Nguyễn Phú Trọng không nhận được những thông báo về mối đe dọa của Trọng là Phạm Minh Chính. Song Nguyễn Phú Trọng quên rằng Phạm Minh Chính là một người được Trung Quốc tin tưởng còn hơn Nguyễn Phú Trọng. Đó là lý do thưa quý vị tại sao từ đầu năm 2020, đặc biệt sau Đại hội Đảng, sau khi ông Nguyễn Phú Trọng biết rằng Tướng Hưởng, tức Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an, đã có một cái cuộc họp vào tháng 6 năm 2019 với các nhân vật lời viên Bộ Chính trị
là những tay chân của ông Nguyễn Tấn Dũng cộng với một số đại gia Đông Âu đã bàn thảo một cái kế hoạch để chuẩn bị cho sự quay trở lại của ông Nguyễn Tấn Dũng. Và thưa quý vị, người ta cho rằng trước đây nhờ ông Phạm Minh Chính hòa giải mà mối quan hệ giữa ông Nguyễn Tấn Dũng cũng như ông Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra nồng ấm hơn. Hai cựu thù này đã tỏ ra hiểu biết nhau hơn. Thậm chí trong cái lúc mà ông Nguyễn Phú Trọng bị xa cơ lỡ vận, xảy ra một cái tai biến tại Kiên Giang, thì ông Nguyễn Tấn Dũng là một người đề nghị đưa về bệnh viện Chợ Rẫy và nằm điều trị một vài ngày cho ổn định rồi sau đó đưa ra Hà Nội. Và thưa quý vị, có những thông tin cho biết trong lúc ông Trọng được chuyển từ Kiên Giang về Chợ Rẫy thì Nguyễn Tấn Dũng đã có mặt tại trong phòng ICU. Và ông Nguyễn Phú Trọng còn nắm tay Nguyễn Tấn Dũng với một cái con mắt biểu lộ sự cảm ơn đối với Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên trong cái bối cảnh đó, thưa quý vị, ông Nguyễn Xuân Phúc trong cương vị chủ tịch nước, người ta nói trước đời mềm mà cũng có những lúc ông Nguyễn Xuân Phúc chịu sự kích động của các cả đàn em, có những cái nuôi những cái hy vọng được cho là ông Phúc cố gắng là tổng bí thư. Nhưng cái điều đó, thưa quý vị, nằm ngoài tính toán của ông Nguyễn Phú Trọng, bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng đã quyết định có kế hoạch ở lại từ lâu. Và cái vấn đề ông Nguyễn Phú Trọng sử dụng con bài Trần Quốc Vượng cũng chỉ là một cái bình phong để che mắt những kẻ cơ hội khác như Nguyễn Xuân Phúc. Và thưa quý vị, sau khi Nguyễn Xuân Phúc biết hết cửa, thì vợ Nguyễn Xuân Phúc là bà Nguyễn Thị Thu đã khuyên Nguyễn Xuân Phúc hãy ngồi im, giữ cương vị chủ tịch nước là một chiếc ghế có tiếng mà không có miếng. Bởi bà Nguyễn Thị Thu, vợ ông Phúc, nói tiền bạc bây giờ không cần, vấn đề bây giờ là phải tồn tại bình an cho đến hết nhiệm kỳ 5 năm, nghĩa là đến năm 2016, ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ về hưu làm người tử tế và sống một cái cuộc sống đầy đủ với vợ, con và cháu. Xong thưa quý vị, người ta nói Nguyễn Xuân Phúc là một cái kẻ cơ hội luôn luôn lợi dụng để tranh thủ có lợi cho mình. Biết rằng Nguyễn Hòa Bình không còn cửa gì, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng đã nghi ngờ lòng trung thành của chánh án Nguyễn Hòa Bình, thì Nguyễn Xuân Phúc được biết đã nhảy vô bồi thêm một vài đòn cho Bình Tòa với hy vọng Bình Tòa phải gục hẳn. Thưa quý vị, quan hệ của Nguyễn Xuân Phúc với Bình Tòa có những vấn đề chúng tôi sẽ trình bày ở phần sau. Đó là lý do vì sao, thưa quý vị, tại phiên thảo luận ở đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh sáng 23 tháng 7, như quý vị đã biết, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao ông Lê Minh Trí đã đặt cái vấn đề cần phải xử lý những cái vụ án tham nhũng và các cái tài sản bất minh của các cán bộ lãnh đạo, kể cả những cái kẻ đã bị xét xử truy tố. Song có một cái vấn nạn hiện nay, đó là những cái tài sản tham nhũng không thu hồi được, hay nói cụ thể hơn là cái việc thi hành án không được tiến hành. Và đó nó tồn tại một khối tài sản mà hiện nay được cho là tài sản của nhà nước, của nhân dân. Nhưng do những cái vướng mắc vì các cái tài sản đó đã được chuyển sang tay thứ ba, tay thứ tư, tất cả những cái giấy tờ mua bán các bất động sản đều hợp pháp. Đó là lý do ông Lê Minh Trí cho rằng rất nhiều chỗ vướng cần phải có những ý kiến chỉ đạo từ Tổng Bí thư để tạo điều kiện có các cái văn bản quy định của pháp luật để thu hồi tài sản về cho nhà nước. Thưa quý vị, có một điều đáng chú ý, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng là tư cách đại biểu Quốc hội của đoàn thành phố Hồ Chí Minh vào hùa và ủng hộ ý kiến của ông Lê Minh Trí. Thậm chí ông Nguyễn Xuân Phúc còn nói số tiền đó lớn lắm, còn nằm ở trong tay một số quan chức. Hẳn quý vị còn nhớ trong cái bài nói chuyện liên quan tới tài sản của Nguyễn Hòa Bình có sự tham dự thầy dùi của ông Nguyễn Xuân Phúc. Tôi đã nói giá như ông Nguyễn Xuân Phúc biết rằng dư luận xã hội rất nhiều người biết và có những cái tài liệu về số tài sản khổng lồ của ông Nguyễn Xuân Phúc. Thậm chí người ta cho rằng bằng 5, bằng 10 của ông Nguyễn Hòa Bình, bây giờ mà ai suyệt ra thì phiền cho Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên thưa quý vị, ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn hy vọng rằng có những cái thế lực che chắn cho Nguyễn Xuân Phúc nên Nguyễn Xuân Phúc bất chấp. Và điều đó đã sai với cái lời dặn của vợ. Bởi vì thưa quý vị, như chúng tôi đã nói với quý vị nhiều lần, quan chức Việt Nam hiện nay từ trung ương tới địa phương, kể cả ông trưởng xóm, trưởng làng bây giờ,
tìm ra ai mà không tìm cách moi móc tham nhũng tài sản của nhà nước, tài sản của nhân dân, là một cái điều như mò kim đáy bể. Thưa quý vị, mới đây chúng tôi nhận được một cái bài viết của tác giả Hồng Ngọc gửi cho KTV liên quan tới những cái tài liệu tham nhũng của ông Nguyễn Xuân Phúc trong suốt thời gian kể từ khi ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức vụ phó Chánh văn phòng chính phủ dưới thời của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho đến nay. Và thưa quý vị, trước Đại hội 12, một cái blog hẳn ai cũng biết có tên Chân Dung Quyền Lực, mà người ta nói chủ yếu mục đích là đánh vào Phó Thủ tướng, Ủy viên Bộ Chính trị ông Nguyễn Xuân Phúc trước thềm Đại hội 12. Và thưa quý vị, Chân Dung Quyền Lực đã bằng một loạt bài với những tiêu đề rất gần. Đó là một chiến dịch được cho là lột tả, phơi bày mọi ngóc ngách chi tiết về tài sản và sự giàu có của ông Nguyễn Xuân Phúc và gia đình. Đặc biệt, những cái âm mưu của Nguyễn Xuân Phúc cấu kết với đại gia Hoa Kiều có tên là Đặng Văn Thành, cũng như kết hợp với lãnh sự quán Trung Quốc. Kể cả việc người ta nghi ngờ Nguyễn Xuân Phúc thông qua lãnh sự quán Trung Quốc để tổ chức đầu độc ông Nguyễn Bá Thành. Thưa quý vị, vào cái thời điểm đó, người ta không biết chân dung quyền lực là của ai. Nhưng thưa quý vị, theo giới phân tích, người ta nói không khó đoán, có thể xác định người đứng sau blog chân dung quyền lực chắc chắn là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Và về sau người ta phát hiện người điều hành blog chân dung quyền lực không ai khác chính là Đại tá Công an Nguyễn Như Phong, Phó Tổng Biên tập Báo Công an Nhân dân. Thưa quý vị, tại sao Nguyễn Tấn Dũng lại quay ra chĩa mũi dùi vào Nguyễn Xuân Phúc? Bởi vì Nguyễn Xuân Phúc lúc đó được cho là một cái trợ thủ giúp việc cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhưng thưa quý vị, ông Nguyễn Xuân Phúc và phe cánh cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc là một cái kẻ chuyên lừa thầy phản bạn. Dù làm việc tỏ ra trung thành với Nguyễn Tấn Dũng, nhưng một mặt Nguyễn Xuân Phúc vẫn bắt tay với các cái thế lực chính trị chống ông Nguyễn Xuân Phúc như Dương Tấn Sang, Nguyễn Phú Trọng, v.v. Bởi vì Nguyễn Xuân Phúc là một kẻ được cho là bắt cá hai tay, thuận chiều nào che chiều ấy, trong khi ông Nguyễn Tấn Dũng và các cái nhóm lợi ích của bà Dũng nhìn nhận Nguyễn Xuân Phúc là một cái kẻ đe dọa miếng ăn. Mà nếu như Nguyễn Xuân Phúc mà nắm ghế thủ tướng thì sẽ lắm chuyện lình xình. Bởi vì người ta nói ông Nguyễn Tấn Dũng ngoài mặt thì tỏ ra chiều lòng Nguyễn Xuân Phúc, nhưng thực ra trong lòng bà Dũng chưa bao giờ ưa ông Nguyễn Xuân Phúc một giây. Và sự lành lặn may mắn của Nguyễn Xuân Phúc trong suốt quá trình hoạt động chính trị, kể từ khi còn là những cán bộ địa phương ở Quảng Nam cho đến nay, đã khiến chồng bà Dũng luôn luôn đề phòng và ngờ vực Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị, cái bài viết của quý khán thính giả có tên là Hồng Ngọc gửi cho chúng tôi qua email. Và thưa quý vị, những cái tài liệu mà chúng tôi trình bày với quý vị dưới đây đối chiếu với những cái hồ sơ trong blog chân dung quyền lực thì chúng tôi vẫn thận trọng đề nghị quý giả có quý khán thính giả tham khảo với một sự dè dặt cần thiết. Và nếu quý vị có các cái thông tin, đề nghị tiếp tục cung cấp cho chúng tôi để làm sáng tỏ sự việc. Song về mặt cơ bản, thưa quý vị, chúng tôi cho rằng những tài liệu chúng tôi trình bày với quý vị dưới đây cơ bản có thể xác nhận 80% là có cơ sở. Thưa quý vị, trong các cái tài liệu này, tài liệu thứ nhất đó là đơn tố cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của tập thể cán bộ văn phòng chính phủ. Đây là một lá đơn trước Đại hội 12, sau Hội nghị Trung ương 10, thì trên mạng xã hội xuất hiện một cái đơn tố cáo vào tháng 12 năm 2014 gửi Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Được biết, bức thư này được ký đơn tập thể cán bộ công nhân viên của văn phòng chính phủ. Thưa quý vị, chúng tôi xin trình bày toàn bộ nội dung để quý vị theo dõi. Thưa các quý lãnh đạo, thời gian gần đây, dư luận trong văn phòng chính phủ đã đưa tin rất nhiều. Có rất nhiều đơn thư phản ánh một số việc làm không đúng, vi phạm nguyên tắc phẩm chất đạo đức của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Chúng tôi nghĩ rằng không có lửa làm sao có khói, còn có nhiều việc làm của Nguyễn Xuân Phúc chỉ có những cán bộ công tác tại văn phòng chính phủ mới biết được. Chủ
Chúng tôi là những cái cán bộ có nhiều thâm niên công tác lâu năm ở văn phòng chính phủ, đã từng phục vụ nhiều đời lãnh đạo chính phủ. Nhưng chúng tôi thấy rằng chưa thấy một ai lại giàu hoạt như Nguyễn Xuân Phúc. Ngay từ thời còn làm lãnh đạo văn phòng chính phủ, khi họp công khai hay phát biểu với báo chí, điều Nguyễn Xuân Phúc luôn luôn nói rằng văn phòng chính phủ cần phải đổi mới, trình ngay trình sớm, không được có những hiện tượng tiêu cực, không có chỗ cho tiêu cực ở văn phòng chính phủ, thì tôi tức Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm. Nhưng kỳ thực chỉ gặp riêng thì ông Nguyễn Xuân Phúc lại dặn các dự án lớn, dự án quan trọng, bản chất là những dự án có giá trị lớn, chưa có ý kiến của Nguyễn Xuân Phúc thì chưa được trình Thủ tướng, mà phải để cho Nguyễn Xuân Phúc xem trước. Theo chúng tôi, điều đó nó có nghĩa là doanh nghiệp chủ đầu tư nào mà chưa mở lời chào ông Nguyễn Xuân Phúc thì đừng có mơ được trình cái tài liệu hay hồ sơ đầu tư đó lên Thủ tướng Chính phủ. Thời gian đó đi đầu mọi người, từ các bộ, các ngành, các doanh nghiệp hay các địa phương, ai ai cũng kêu văn phòng chính phủ dưới thời của Nguyễn Xuân Phúc là có thái độ cửa quyền ngâm dự án, mặc dù người ta biết lên trình Thủ tướng sẽ được ký rất nhanh, còn qua khâu văn phòng chính phủ thì bị ngâm rất đầu. Thưa các đồng chí, thực ra chúng tôi bị mang tiếng oan, chứ chúng tôi có được gì đâu, cùng lắm là được các cái cán bộ đến giao dịch, họ đưa phong bì, đủ tiền mua xăng mua dầu, chứ làm gì có cặp lớn cặp bé. Mà cặp lớn cặp bé để giải quyết nhanh, các cái dự án đầu tư đều đổ vào nhà của Nguyễn Xuân Phúc. Điều đó chúng tôi rất biết, đó là điều mà chúng tôi hết sức bức xúc, nhưng không ai dám nói. Vì đồng chí Chánh Văn Phòng Nguyễn Xuân Phúc đã thù ai thì thù dai, ghét ai thì nhớ lâu. Chắc chắn những người mà để cho Phúc thù Phúc ghét thì không bao giờ có tiền đồ gì nữa, nên chúng tôi đành phải nhắm mắt cho qua, lo giữ cho được công việc để làm lương nuôi gia đình. Tuy nhiên sang nhiệm kỳ mới, đáng lẽ ra với cái vai trò là viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Chính phủ sau Đại 11, thì ông Nguyễn Xuân Phúc phải là người sát cánh tốt nhất với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng để chỉ đạo cũng như điều hành hoạt động của chính phủ. Nhưng không, thưa các đồng chí, đồng chí Phúc chẳng làm gì cả để mặc cho Thủ tướng Dũng trèo trống trong khi kinh tế xã hội đất nước muôn vàn khó khăn. Không chỉ thế, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc còn nói rằng Thủ tướng phải chịu trách nhiệm về những khó khăn của đất nước, phải có ai đó bị kỷ luật. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì liên tục tổ chức đi thăm làm việc với các bộ, các ngành, các tỉnh thành địa phương để nhận những món quà biếu xén với những cái lời hứa từ Nguyễn Xuân Phúc sẽ đề nghị Thủ tướng giải quyết nhanh. Đó là lý do tại sao anh em cán bộ trẻ của văn phòng chính phủ luôn luôn kêu ca, không hiểu tại sao Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi gì mà đi lắm thế, chẳng có cái nội dung làm việc gì với các bộ, các ngành, đặc biệt là các tỉnh. Toàn xuống các địa phương phát biểu những cái điều vô nghĩa, đào to búa lớn nhưng rỗng tuếch, và chỉ làm cán bộ ở cấp dưới khổ vì không biết phải viết báo cáo, kết luận như thế nào. Nhưng thưa các đồng chí, chúng tôi hiểu rõ mục đích của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đâu phải làm việc mà cần nội dung chủ yếu là đi vận động để lên Thủ tướng ở nhiệm kỳ sau mà thôi. Thưa các đồng chí, gần đây, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc tỏ ra đắc thắng, nói rằng đồng chí Phúc có phiếu tín nhiệm cao nhất của chính phủ, còn cao hơn cả Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thậm chí đồng chí Phúc cho rằng có uy tín cao trong nhân dân. Nhưng thưa các đồng chí, chúng tôi là những cán bộ lâu năm phục vụ trong văn phòng chính phủ, chúng tôi đâu phải là những cái kẻ mù. Ai chẳng biết tối nào ông Nguyễn Xuân Phúc cũng sáng đèn để chạy phiếu tín nhiệm của Quốc hội, đến ông già về hưu ở Nam Đồng mà người ta còn biết thì làm sao cán bộ văn phòng chính phủ chúng tôi mà không biết những chuyện đó. Rồi ông Nguyễn Xuân Phúc kể công là có bao nhiêu việc khó khăn của chính phủ trong việc giải phóng mặt bằng, giải quyết vấn đề khiếu kiện của dân oan, tất cả đều do đồng chí Nguyễn Xuân Phúc giải quyết. Còn Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thì chỉ ngồi chơi, thỉnh thoảng đi cắt băng khánh thành, khởi công và nhận phong bì. Thậm chí thỉnh thoảng gặp riêng chúng tôi, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc còn hứa hẹn anh em ủng hộ mình nhé. Khóa tới anh làm Thủ tướng, anh sẽ quan tâm tới các cô, các chú, không quên một ai hết. Thưa các đồng chí, trước những lời hứa hẹn của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc,
chúng tôi chỉ biết nghe mà chẳng biết nói gì hơn, bởi vì chúng tôi thừa hiểu và thầm nghĩ, anh làm chủ nhiệm văn phòng chính phủ mà anh đã làm khổ các bộ, các ngành, các cơ quan, các cái tỉnh thành, các doanh nghiệp cũng như cán bộ, công nhân viên chức của văn phòng chính phủ rồi. Mà anh làm thủ tướng nữa thì đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam còn biết khổ đến như thế nào. Thưa các đồng chí, nói về đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, chúng tôi có rất nhiều tư liệu không thể nói hết trong lá thư này. Xin khất lần đến lần sau, chúng tôi sẽ báo cáo chi tiết với các đồng chí lãnh đạo, đảng, chính phủ, quốc hội và nhà nước về các cái doanh nghiệp sân sau của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Ví dụ như ông Đặng Văn Thành, một Hoa Kiều mà người ta gọi là Thành Sacombank, Võ Văn Hồng tức Hồng Bến Thành, hay bà Hương Bắc Á. Một cái nhân vật không thể không nhắc đến đó là Phạm Công Danh tức Danh Thiên Thanh. Và cũng đề nghị các quý lãnh đạo xin giữ bí mật tuyệt đối cho chúng tôi, bởi vì chúng tôi còn công còn việc. Nếu chúng tôi bị đuổi việc thì không có tiền đồ gì nữa, bởi chúng tôi năm này cũng ngót nghe 60, một vài năm nữa sẽ đến tuổi nghỉ hưu. Nhưng dù sao, chúng tôi vẫn còn gia đình, còn con cái, còn công danh sự nghiệp của người thân. Rất mong các đồng chí lãnh đạo lưu tâm đến cái điều mà chúng tôi phản ảnh. Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014, thay mặt một số cán bộ văn phòng chính phủ. Đó, thưa quý vị, đó là cái tài liệu thứ nhất mà chúng tôi trình bày để quý vị hiểu rõ rằng trong giai đoạn ông Nguyễn Xuân Phúc là tránh văn phòng chính phủ dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, rồi sau đó là giữ cương vị Phó Thủ tướng, giúp việc cho Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng có các cái biểu hiện như vậy. Vấn đề đúng sai chúng tôi xin chuyển cho quý vị tự phân tích và quyết đoán. Sau đây thưa quý vị, chúng tôi giới thiệu một cái lá đơn của tập thể các cái thầy giáo Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đó là các giảng viên Lưu Văn Sùng, Đỗ Thế Tùng và Nguyễn Đình Kháng. Đây là ba giáo sư, là các thầy giáo của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đã gửi đơn cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và lãnh đạo nhà nước, Đảng, Quốc hội và Chính phủ tố cáo ông Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị, tuy nhiên, trước khi đi vào cái lá đơn này, thì chúng tôi phải có vài lời phi lộ để quý vị hiểu. Đây, nó là một cái nhóm cán bộ giảng dạy ở Học viện Chính trị cấp cao Hồ Chí Minh gửi đến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị vào tháng 7 năm 2018, phản ánh về đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, đề nghị Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Tổng Bí thư xem xét lại năng lực, tư cách, đạo đức của đương kim Thủ tướng ông Nguyễn Xuân Phúc. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là nơi đào tạo các cái cán bộ nguồn, những cán bộ cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những yếu tố về lãnh đạo, yếu tố về lý luận, yếu tố về tư tưởng, là những cái vấn đề quan trọng trong việc lựa chọn cũng như đề bạt các cái lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Có một điều, thưa quý vị, trước đây, ông Trương Tấn Sang tấn công ông Nguyễn Tấn Dũng cũng như ông Nguyễn Phú Trọng tấn công ông Nguyễn Tấn Dũng thì thường sử dụng một cái nhân vật có tên là Trịnh Văn Lâu, thường gọi là Tư Cẩn, nguyên bí thư tỉnh ủy Vĩnh Long. Được biết, ông Tư Cẩn thuộc nhóm cựu tù nhân chính trị từng bị bắt và giam chung với ông Trương Tấn Sang, và ông Trương Tấn Sang đã cho trợ thủ Huy Đức, Nguyễn Công Khế viết sẵn lá đơn để đưa cho ông Tư Cẩn viết tên gửi đến Trung ương Đảng tố cáo các cái hành động của Nguyễn Tấn Dũng. Trước đại 12, ông Nguyễn Tấn Dũng đã có các cái cáo buộc liên quan tới con gái là công chúa Nguyễn Thanh Phượng lấy Việt Kiều Mỹ, và ông Nguyễn Tấn Dũng đã kết hợp với Thông Gia, đó là một cựu quan chức của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Một cái điều đáng nói, thưa quý vị, trước ông Trịnh Văn Lâu có những cái lá đơn tố cáo nhiều người khác bằng những cái con số, bằng cách trình bày, và người ta khẳng định một cái người ở tuổi gần 90 như ông Trịnh Văn Lâu không biết sử dụng máy tính thì chắc chắn từ lâu không phải là người viết, và người ta đã xác định và khẳng định những lá đơn tố cáo của ông Trịnh Văn Lâu là do các đệ tử của Trương Tấn Sang viết và ông Tư Lâu chỉ đặt bút ký. Và thưa quý vị, trước những lá đơn tố cáo vô căn cứ của Trịnh Văn Lâu, được biết các cái tướng lĩnh và các cái quan chức trong Ban Chấp hành Trung ương đã mạnh mẽ lên tiếng, thậm chí người ta còn đòi yêu cầu đưa Tư Lâu
phải xử lý bằng pháp luật về cái tội vu khống. Và thưa quý vị, đó chính là lý do tại sao ông Nguyễn Phú Trọng đã không sử dụng tới cái nhân vật từ lâu nữa. Mà lần này đánh Nguyễn Xuân Phúc thì Nguyễn Phú Trọng đã sử dụng các cái giáo viên, các giáo sư của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Và thưa quý vị, phải để quý vị thấy ông Nguyễn Phú Trọng thường hay gây sự với những cái đối tượng mà được cho là còn thăng tiến, với cái mục đích là ông Nguyễn Phú Trọng thử lửa. Bởi nếu những người thiếu bản lĩnh mà những cái lá đơn như vậy, chắc chắn sẽ phải tìm đến ông Nguyễn Phú Trọng đề nghị giúp đỡ. Ông Nguyễn Phú Trọng sẽ hiểu cái cán bộ sắp được đề bạt đó có cái tư cách chính trị ra sao. Về mặt khác thì Hồ Mẫu Ngoạc, trợ lý của ông Nguyễn Phú Trọng, sẽ nhân cơ hội đó để tìm gặp và nói chuyện riêng tư. Và thưa quý vị, ông Nguyễn Xuân Phúc cũng bị cái trường hợp như vậy. Thưa quý vị, trước đây ba giáo sư của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã từng tố cáo Nguyễn Tấn Dũng nhiều điểm, trong đó kể cả cái việc gả con gái cho Ngụy Quân, Ngụy Quyền. Đặc biệt người ta nói ông Nguyễn Tấn Dũng là đầu têu trong cái việc tập hợp lực lượng phá hoại mối quan hệ hữu nghị Việt Nam Trung Quốc bằng những cái phát biểu kích động nhân dân thù ghét Trung Quốc, trong lúc tình hữu nghị Việt Nam Trung Quốc có lúc không tốt nhưng rút cuộc là những cái bạn vàng bốn tốt, anh em một nhà. Và thưa quý vị đã biết, trước thềm Đại hội 12 với những cái lá đơn của Trịnh Văn Lầu rồi ba giáo sư vừa kể, chính ông Nguyễn Tấn Dũng đã nốc vào và phải xin rút lui, không tự ứng cử tại Đại hội 12 và về hưu làm người tử tế. Thưa quý vị, trở lại cái lá đơn tố cáo của các cán bộ giảng dạy của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, lá đơn đã đề cập tới một số những điều mà người ta cho rằng ông Nguyễn Xuân Phúc đã xây dựng những cái tập đoàn kinh tế khổng lồ với những cái tên khuynh đảo nền kinh tế Việt Nam. Đó là các nhân vật Đặng Văn Thành, Vũ Văn Tiền, Tức Tiền Còi, Trần Bá Dương, Đôn Lâm, Nguyễn Duy Hưng, Bùi Quang Nhơn, Novaland, Thân Đức Nam, Tân Hoàng Minh, Vietjet, SHB và Hồng Bến Thành. Thưa quý vị, các cái giáo viên, các cái giáo sư Học viện Chính trị Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra những cái điểm huyệt chết người của Nguyễn Xuân Phúc. Và người ta nói Nguyễn Xuân Phúc đã bao sân, yêu cầu lực lượng an ninh bảo vệ chính trị nội bộ kiểm soát chặt những tờ báo, phóng viên, không cho phép động đến những cái doanh nghiệp vừa kể. Bởi đó là những sân sau có những cái dự án liên quan tới gia đình của Nguyễn Xuân Phúc. Thậm chí người ta cũng cho biết ông Nguyễn Xuân Phúc có một đội ngũ riêng để phục vụ truyền thông cho mình, một mặt dùng an ninh văn hóa tư tưởng để đe dọa các phóng viên, các nhà báo, hạ cấm đụng đến những cái sân sau của Nguyễn Xuân Phúc. Còn những cái nhà báo mà không trị nổi thì Nguyễn Xuân Phúc đã sử dụng tiền để mua chuộc, đặc biệt các cái cây bút ở khu vực Quảng Nam và Đà Nẵng, để mục đích phục vụ cho cái công việc chính trị cũng như kinh doanh của gia đình. Thưa quý vị, trong lá đơn tố cáo của tập thể các giáo sư của Học viện Chính trị Hồ Chí Minh đặt một cái câu hỏi: ông Nguyễn Xuân Phúc có những cái tài sản lớn gấp bao nhiêu lần của ông Trần Văn Truyền, Tổng Thanh tra Chính phủ? Theo đó, nếu chỉ làm một phép toán so sánh giữa ông Trần Văn Truyền, Tổng Thanh tra Chính phủ và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, thì dễ dàng thấy ngay có những cái điểm giống nhau đến bất ngờ. Có chăng nó chỉ khác ở mức độ tầm vóc và quy mô. Người ta nói nhớ câu chuyện chuột và bình của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì sẽ thấy ngay nếu Trần Văn Truyền chỉ là một con chuột nhất đã phải về vườn, thì Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ắt hẳn là một con chuột cống vẫn còn nằm ở trong cái bình quý. Bởi Nguyễn Xuân Phúc vẫn đương chức còn tham vọng quyền lực lao lên chiếc ghế Thủ tướng. Vấn đề là Tổng Bí thư làm sao đánh được con chuột cống Nguyễn Xuân Phúc này mà không làm vỡ mình, như chính lời Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã từng mạnh miệng kêu gọi tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội 13. Theo Nguyễn Xuân Phúc, có bao nhiêu ông cán bộ của chúng ta có số tài sản lớn? Câu hỏi này chỉ có thể qua thanh tra, qua sự việc thì mới phát hiện một cách đầy đủ. Theo Nguyễn Xuân Phúc, tôi hy vọng rằng nhân dân sẽ kết hợp với các cơ quan chức năng để làm tốt công việc phát hiện những cái tài sản tham nhũng của các quan chức trong thời gian tới. Và đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ so sánh
những cái điểm tương đồng và những điểm khác nhau giữa ông Trần Văn Truyền và Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Theo đó, cả hai ông Trần Văn Truyền và Nguyễn Xuân Phúc đều là các cái lãnh đạo đầu ngành về công việc chống tham nhũng. Ông Truyền là nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ, còn ông Nguyễn Xuân Phúc là nguyên Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, đương kim Phó Trưởng ban Thường trực Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng. Hãy so sánh những câu phát ngôn đề đời của ông Truyền và ông Phúc, những cái vị lãnh đạo hàng đầu trong công cuộc chống tham nhũng, sẽ thấy theo Trần Văn Truyền, những cái phát ngôn của ông Truyền về công tác phòng chống tham nhũng trung ương được cho là còn thua ra những cái phát biểu mạnh mẽ của ông Nguyễn Xuân Phúc, thậm chí phát biểu của ông Nguyễn Xuân Phúc còn đanh thép hơn. Đó là những cái phát ngôn, còn trên thực tế hãy so sánh với tài sản tính theo các bất động sản của ông Trần Văn Truyền và ông Nguyễn Xuân Phúc. Thứ nhất, ông Trần Văn Truyền khi về hưu sở hữu căn biệt thự cùng với 4 căn nhà gỗ đặc biệt ở tỉnh Bến Tre, rộng trên 16.000 m², ước tính 24 tỷ đồng riêng tiền đất tại cái thời điểm năm 2014. Một căn nhà 300 m² được cấp hồi làm bí thư tỉnh ủy, một căn nhà 200 m² trước cổng chùa Bạch Vân, 3 cơ ngơi ở khu đô thị 5 sao Phú Mỹ Hưng, Sài Gòn do người thân quản lý cho thuê. Nhà đất có liên quan của ông Trần Văn Truyền nhiều như thế nhưng người ta nói cũng chỉ khoảng 100 tỷ. Còn khối bất động sản của Phó Thủ tướng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Nguyễn Xuân Phúc thì nó là ở đẳng cấp quốc tế. Nếu so sánh với ông Trần Văn Truyền thì như tài sản của một con chuột nhắt với tài sản của một con chuột cống. Nếu ông Trần Văn Truyền có một cái dại là người miền Nam, thằng ruột đưa ruột để ngoài ra, có bao nhiêu đem khoe hết thì bị chảm. Ngược lại, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một người có mưu mô xảo quyệt, biết cách che đậy, nằm trong cái bản chất nên khối tài sản vài nghìn tỷ của gia đình Nguyễn Xuân Phúc không ai biết. Mãi cho đến khi blog Trần Dung quyền lực tố cáo thì người ta mới phát hiện ra, y như những cái lời ngoạ ngôn của ông Nguyễn Xuân Phúc trước đây hô hào nhân dân tố cáo các cơ quan chức năng phát hiện tài sản tham nhũng. Trước khi về hưu, ông Trần Văn Truyền có một hành động bị lên án, đó là đã ký hàng loạt quyết định bổ nhiệm các cán bộ cấp vụ, trong đó có nhiều người không có quy hoạch. Người ta gọi là quyết định chạy tang. Nhưng ông Nguyễn Xuân Phúc thì hành động này còn gấp gáp hơn ông Trần Văn Truyền. Ngay từ khi chạy được vào Bộ Chính trị vào tháng 1 năm 2011, ông Nguyễn Xuân Phúc khi đó là Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, đã bắt đầu tính toán để lại một cái mạng lưới chân rết của mình tại Văn phòng Chính phủ. Và theo thống kê, chỉ trong 10 ngày, ông Nguyễn Xuân Phúc trước khi kết thúc nhiệm kỳ Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đã ký hàng loạt các quyết định bổ nhiệm cán bộ, cụ thể là 56 trường hợp bổ nhiệm cho các cái cương vị cấp vụ, cấp cục, kể cả các lãnh đạo bên dưới. Trở lại cái vấn đề mối quan hệ giữa ông Nguyễn Xuân Phúc, một cái người giữ vai trò Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, người ta nói lúc đương chức và có khả năng tiến xa hơn nữa nhờ sự support của các cái nhóm lợi ích sân sau, đặc biệt là đại gia Hoa Kiều Đặng Văn Thành mang yếu tố Trung Quốc, và đó mới thực sự là một nhân tố hút kẹt liệt máu của nhân dân và ngân sách nhà nước. Và nếu để Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục quan hệ với Đặng Văn Thành thì nguy cơ mất nước là rất có thể. Đó là lý do đề nghị Tổng Bí thư chỉ đạo Ban Nội chính Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phải vào cuộc. Theo các cái giáo sư của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, được biết Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đang chạy bạc mặt khắp nơi, gặp từ Ủy viên Trung ương, đại biểu Quốc hội đến các vị lão thành cách mạng để giải trình giải thích nhằm bảo vệ cái gọi là uy tín mà Nguyễn Xuân Phúc tưởng rằng ông đang có. Theo ý của nhân dân, kính đề nghị Tổng Bí thư yêu cầu Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đừng có chạy nữa, chỉ tốn thời gian, sức khỏe, ngân sách của nhà nước, kể cả chi phí riêng của gia đình ông, mà hãy cố gắng thu phán, đừng vi phạm pháp luật và chấm dứt các cái hành động tham nhũng. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.